Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh thân mến, con đường dẫn đến thành công không phải bao giờ cũng trải đầy hoa hồng và thảm đỏ. Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, tập thể giáo viên và học sinh trường đã thật nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Đó là những tháng ngày miệt mài lên trang giáo án để có những bài giảng sinh động lý thú, là những ngày hai buổi đến trường bên trang sách cùng bạn bè. Và để ghi nhận lại một năm phấn đấu, công tác, học tập và rèn luyện của giáo viên, học sinh nhà trường, sau đây xin trân trọng kính mời thầy Dương Quý Quyền, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên tóm tắt kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2022-2023. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện cho hội cha mẹ học sinh, đại biểu cho đoàn thanh niên xã, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, năm học 2022-2023 với nhiều thách thức đã qua, hôm nay thầy và trò chúng ta cùng nhau điểm lại kết quả đã đạt được, nhìn lại chính mình để thấy những điều chúng ta đã làm chưa thực sự tốt. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, trong năm học nhìn chung các em học sinh nhà trường đã đều tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các em được rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hiện nghiêm túc pháp luật. Khả năng vận dụng kiến thức và thực tiễn cuộc sống của học sinh từng bước đã được hình thành. Kết quả cụ thể như sau. Về chất lượng các bạn giáo dục, kết quả học tập. Trong năm, tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi, loại tốt vượt các đề ra. Song vẫn còn nhiều em ý thức học tập còn thấp. Trong giờ thường xuyên mất trật tự, không chú ý nghe giảng, không làm bài tập trước khi đến lớp. Cuối năm học vẫn còn 9 em có kết quả học tập chưa đạt, học lực yếu. Trong đó vẫn còn 7 em phải rèn luyện trong hè, đặc biệt có 2 em chưa đỗ tốt nghiệp trung cơ sở. Kết quả rèn luyện hạnh kiểm, loại tốt chúng ta vượt các loại đề ra. Song vẫn còn hiện tượng học sinh mất đoàn kết, hành xử thiếu kiềm chế, đi quá giới hạn, dùng vũ lực để ứng xử. Còn một số em thường xuyên vi phạm nội quy, nề nếp. Cuối năm học còn 2 em xếp loại kiểm chưa đạt, 5 em kiểm trung bình. Về danh hiệu thi đua, với các em học sinh lớp 6 và lớp 7, có một em là em Ngô Minh Thành, lớp 7A đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. 46 em đạt danh hiệu học sinh giỏi với lớp 8 và lớp 9. Toàn trường có 47 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 154 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Chất lượng mũi nhọn, thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh niên, có 2 sản phẩm dự thi đạt 1 giải khuyến khích và 1 giải 3 cấp huyện do cô Nguyễn Thị Quỳ và thầy Nguyễn Công Nghĩa hướng dẫn, tăng 1 giải 3 so với chỉ tiêu năm học đề ra. Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, toàn trường có 10 em dự thi, tăng 2 học sinh so với chỉ tiêu và tăng 7 học sinh so với năm học trước, đạt 8 giải, trong đó 1 giải nhì, 1 giải 3 và 6 giải khuyến khích, tăng 3 giải so với chỉ tiêu và tăng 6 giải so với năm học trước. Cấp huyện có 33 giải, trong đó 4 giải nhất, 9 giải nhì, 13 giải 3 và 7 giải khuyến khích. Dự kiến thi học sinh giỏi văn hóa chúng ta xếp thứ 2 trên 23 trường, tăng 1 bậc so với năm học trước. Biểu như về phía học sinh như là em Hoàng Thị Huyền My, môn đội tuyển môn giáo dục công dân đạt giải nhì cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh. Em Hoàng Hải Thi, đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 đạt giải nhất cấp huyện, giải ba cấp tỉnh. Em Dương Thị Thu Huyên đạt giải nhất cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh môn giáo dục công dân. Em Dương Thị Phương Thảo và em Hàng Dương giải nhì cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh môn địa lý. Em Nguyễn Thị Thu Hằng đạt giải nhì cấp huyện, giải khuyến khích môn văn cấp tỉnh. Em Vũ Đình Thắng đạt giải nhì cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh môn vật lý. Em Đoàn Thị Thảo đạt giải nhất cấp huyện và dự thi cấp tỉnh môn địa lý. Em Ngô Thị Minh Phượng đạt giải ba cấp huyện, dự thi cấp tỉnh môn sinh học. Em Nguyễn Hoài Đức đạt giải nhất cấp huyện môn sinh học lớp 8 và còn nhiều em khác nữa. Nhiều người tuyển thi học sinh
giỏi văn hóa có kết quả cao như đội tuyển giáo dục quốc dân lớp 9 do cô Dương Thị Huyên phụ trách đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì cấp huyện, 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh. Đội tuyển địa lý lớp 9 do cô Nguyễn Thị Kim Hà phụ trách đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì cấp huyện, 3 học sinh dự thi cấp tỉnh đạt 2 giải khuyến khích. Đội tuyển ngữ văn lớp 9 do cô Trần Thị Thanh Huyền phụ trách đạt 1 giải nhì, 1 giải ba cấp huyện, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh. Đội tuyển sinh học lớp 9 do cô giáo Giáp Thị Thúy Vân phụ trách đạt 1 giải ba cấp tỉnh và 1 giải nhất cấp huyện. Đội tuyển sinh học lớp 8 do cô Dương Thị Tuyết phụ trách đạt 1 giải nhất và 1 giải khuyến khích cấp huyện và còn nhiều đội tuyển khác nữa. Sau nhìn lại, chúng ta vẫn còn 3 đội tuyển chưa đạt giải. Khi giai điệu tuổi Hồng, chúng ta đạt 1 giải B cấp huyện và 1 giải B cấp tỉnh. Tiêu biểu là em Vũ Ngọc Hà Anh đạt giải B giai điệu tuổi Hồng cấp huyện và giải B giai điệu tuổi Hồng cấp tỉnh. Thi thể dục thể thao có 21 giải cấp huyện, trong đó 2 giải nhất, 7 giải nhì và 12 giải ba. Cấp tỉnh có 5 em dự thi và đạt 3 giải cấp tỉnh. Tiêu biểu các phong trào này đấy là em Hoàng Văn Đức và em Thân Hoàng Quyền đạt giải ba đá cầu môi nam cấp huyện, giải ba bóng chuyền nam cấp tỉnh. Em Thân Anh Dũng lớp 7C và em Dương Văn Sang lớp 8B đạt giải nhất nhân vật cấp huyện. Em Bùi Văn Mạnh lớp 9A đạt 1 giải nhì và 1 giải ba môn bơi cấp huyện. Em Nguyễn Ngọc Lao lớp 8A đạt 1 giải nhì và 1 giải ba đá cầu môi nữ. Em Nguyễn Văn Chiến lớp 7C đạt 2 giải ba môn bơi cấp huyện và còn rất nhiều tấm gương khác nữa. Các cuộc thi khác giao lưu tiếng Anh, quân mạng, toán tiếng Việt các bạn, chúng ta đạt 7 giải, trong đó 2 giải nhì và 5 giải ba. Tiêu biểu Thân Nhân Hùng Vĩ lớp 8A và em Thân Nhân Khang lớp 9A đạt giải nhì vi lô bích cấp huyện. Đặc biệt các văn học thầy và trò nhà trường chúng ta vinh dự là một trong 3 trường đầu tiên của huyện đã được Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra và công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, trường chuẩn quốc gia mức độ 2 tại thời điểm tháng 5 năm 2023. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, trên đây tôi đã tổng kết lại kết quả năm học 2022-2023 của các em học sinh. Thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh, thầy xin biểu dương kết quả to lớn mà các em đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua. Đề nghị chúng ta một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thầy các em đã đạt được. Tại buổi lễ này, thầy mong rằng trong những năm tiếp theo, các em tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần đẹp thêm hình ảnh truyền thống của nhà trường. Trước khi dừng lời, kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh học sinh trong suốt thời gian vừa qua đã luôn đồng hành giúp đỡ cùng nhà trường. Chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, sáng tạo, có một kỳ nghỉ hè bổ ích. Chúc các em học sinh lớp 9 luôn tràn đầy nghị lực, quyết tâm đạt được ước mơ, hoài bão của mình, luôn vững bước trong cuộc đời, thành công trong cuộc sống, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh. Chúng ta vừa được nghe thầy Dương Quý Nguyên tổng kết các hoạt động năm học. Thầy đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những nội dung cần cố gắng trong thời gian tiếp theo của chúng ta. Những đánh giá đó sẽ là yếu tố quan trọng để thầy và trò trường thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn trong những năm học tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn thầy, xin kính chúc thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong năm học qua, các em học sinh nhà trường đã tích cực thi đua học tập và rèn luyện. Nhiều em đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật. Nhiều em đã đạt học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Tại buổi tổng kết này, nhà trường và hội cha mẹ học sinh tổ chức vinh danh, khen thưởng, trao giấy chứng nhận, giấy khen cho các em. Sau đây, thay mặt ban
tổ chức, tôi xin thông qua quyết định về việc khen thưởng học sinh năm học 2022-2023. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ngọc Vân ngày 22 tháng 5 năm 2023, quyết định về việc khen thưởng học sinh năm học 2022-2023.